望的人会看透风尘，在这善恶必赴的城，我与你共存。tập 1 Gian này có rất nhiều người. Mới sinh ra họ đã biết mình là ai, biết nên phải đi đâu, biết cùng ai bầu bạn cả đời. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi không biết đâu là con đường sống trong gió tanh mưa, không biết nơi nào mới là cố hương giữa trận địa gươm đao. Bởi vì tôi không nhớ được quá khứ, càng không nhìn rõ tương lai. Trong mơ mơ màng màng như có giọng ai đó cất lên: Sở Kiều, Sở Kiều, con phải kiên cường, phải dũng cảm mà sống, phải dũng cảm mà sống. Mẹ, tôi là ai? Con gái, tên của con là Kinh Tiểu Lục. Thật ra tôi là ai? Người đã giết chết mẹ của mình, mau bắt trả lại. Sở Kiều, Sở Kiều, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, Sở Kiều. Tỉnh lại đi. Đi mau, đi mau, đi mau lên. Đi, đi mau, đi mau, đi, đi mau, mau lên. Đi, đi, đi mau. Nhanh lên. Ê, nhanh. Ê, đi mau. Nhanh chân lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Ê, nhanh đi mau. Nhanh. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi hả? Tên muội là gì vậy? Mọi người gọi muội là Tóc Xoan, còn tỷ tên là gì? Ta đi mau đi. Ta tên Kinh Tiểu Lục. Nhanh chân lên. Tỷ phạm tội gì vậy? Ta gây họa. Đi mau lên, mau lên. Tiểu Lục, tỷ tỷ, tỷ có đói không? Đi, nhanh lên. Nè, nhanh lên. Đa tạ. Tiểu Lục, tỷ tỷ, không biết chúng ta bị đưa đi đâu, muội thấy sợ quá. Có ta rồi, muội đừng sợ. Ừ. Làm sao đi, làm sao đi? Xuống đi, 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 có y phục mới, chất liệu tốt thật, sợ là thấy thích rồi. Đúng là thích thật. Mà tại sao bắt chúng ta mặc thế này? Nhìn nè, trên này có chữ nè, nghĩa là gì vậy? Đây là ta không biết chữ, nhưng con không biết đọc không nữa. Chữ này có nghĩa gì vậy? Tỷ tỷ, muội thấy kỳ lạ quá.
Mọi người xem, náo nhiệt quá. Ủa, Yên Tung Thế Tử, Thuần Nhi công chúa tha cho huynh rồi sao? Huynh còn dám nói nữa. Nếu không phải là huynh hại ta làm dở đèn lưu ly thì ta cũng đâu có phúc tới vậy. Hiện giờ thiên hạ phân tranh, đại trượng phu nên quan tâm lê dân bá tánh trong thiên hạ. Chúng ta lại đua ngựa, có đua ngựa cũng được thôi, nhưng phải tìm chỗ trống trải chứ. Nhiều bá tánh như vậy lỡ trúng họ thì sao? Đúng vậy. Nghe thấy chưa hả? Nè, ta dẫn có huynh tới một nơi, chơi trò này thú vị hơn nhiều. Chúng ta cùng nhau đi nghe than khóc nha. Nè, Hoài huynh, vậy hôm nay có phần thưởng gì không? Và một giò rượu ngon của Thuần công chúa. Được thôi. Yến Tuân, Vũ Văn Nguyệt huynh đệ của huynh sao không tới vậy? Huynh ấy là vậy mà. Vậy chúng ta sẽ không đợi nữa ha. Chưa. Cha không biết có chuyện gì nữa. Công tử, chuẩn bị xong hết rồi. Vậy bắt đầu. Mau, mọi người mau qua đây coi. Hoài huynh, huynh đưa nhiều cô gái tới đây để làm gì? Nếu săn bắn bình thường, ta gọi các huynh tới có chơi không? Săn bắn có sói với lại những mỹ nhân này. Trên người họ có tên của chúng ta. Đúng, đây chính là điểm thú vị. Chúng ta mỗi người một vỏ tiễn, có thể bắn vào nữ nô có tên người khác, cũng có thể bắn sói. Thời gian một nén nhang kết thúc bằng tiếng tên bay. Mỹ nhân có tên ai sống nhiều người đó thắng. Như vậy thì quá tàn nhẫn. Như vậy xem ra bảo vệ nữ nô của mình sẽ có phần thắng hơn chuyện săn con mồi khác. Như vậy quá thú vị. Có hứng thú rồi, thấy phấn khích rồi đó. Tây Phong huynh nói có lý lắm nha. Dùng người làm con mồi, cách chơi của huynh thật hiếm thấy, nhưng mà quá tàn nhẫn. Ta không tham gia. Hay là chúng ta đổi trò chơi khác đi, cũng là trò chơi mà. Chẳng qua chỉ là nô tỳ thôi, vốn dĩ đã phạm tội, đã là người sắp chết. Ta cho họ ra đây là cho cơ hội đó.
Nếu như họ có thể sống thì được miễn tội chết. Yên Thế Tử, Yên Bắc Định Bắc Hầu, đó là danh xưng do cung Mã Thượng đã đặt. Chỉ dựa vào chiến mã dưới chân và lan đao trong tay, tạo được uy danh hiển hách. Còn Yến Tôn Huynh đây là coi ông ấy, người ta hay nói là hổ phụ sinh hổ tử. Huynh đừng có làm hỏng danh tiếng của cha mình nha. Lan đao uy danh hiển hách của Yên Bắc, giết được những nghịch thần phản quốc, trảm được tặc tử Phạm Biên Cương, chỉ không muốn nhuốm máu của người vô tội. Danh tiếng đó không có cũng được. Sao nói nhiều quá vậy? Yến Tuân Thế Tử không tham gia thì cứ việc giết nô tỳ của huynh ấy là được, cần gì nhiều lời. Thả sói đi, thả sói. Chúng ta cứ chờ đã, Vũ Văn Nguyệt vẫn chưa tới. E là Vũ Văn Nguyệt chắc vẫn còn say đắm với đêm xuân. Công tử về rồi sao? Bây giờ trời đã sáng, anh Đào chờ tôi nổi mỏi cả mắt rồi. Anh Đào biết là công tử sợ lạnh nên đã dùng cơ thể để sưởi ấm chăn gối. Đêm xuân ngắn ngủi, chẳng lẽ huynh cứ ngồi ở đó vậy sao? Sao lại nhìn người ta như vậy chứ? Người ta sẽ ngại đó. Nếu người sai cô tới đây thấy vẻ mặt này của cô, nhất định sẽ rất thất vọng. Công tử nói gì vậy? Anh Đào không hiểu. Vậy thì cô hiểu gì? Anh Đào hiểu được rất nhiều thứ. Huynh có muốn biết vài thứ không? Người ta là con gái, công tử chủ động chút đi. Ta chủ động thì không có chỗ cho cô ra tay. Vậy muội bắt đầu nha. Thank you.
Ngươi biết thân phận của ta khi nào? Khi cô vừa mới bước vào. Ta đã làm gì để ngươi vừa nhìn đã biết? Từ đầu tới chân không có chỗ nào là đúng hết. Vậy sao ngươi không vạch trần ngay? Hành thích đầu độc ta thấy quá nhiều, nhưng dùng sát đây là lần đầu tiên. Quả nhiên không có trò gì mới. Quay lại đây. Công tử, ta đã hạ độc rồi. Độc ở trong lư hương, chẳng lẽ ngươi không cần thuốc giải? Người trúng độc là cô. Xem ra Vũ Văn Hoài lại phải thất vọng rồi. Quyền thất, lấy ngựa đi. Dạ. Thả sói. Dạ. Dạ. Sói kìa, sói kìa. Làm sao đây? Sói. Chạy qua bên kia. Chạy qua đi. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau đi. Bên kia kìa. Chạy lên, mau lên. Bọn họ muốn bắn chúng ta như bắn chó sói hay sao? Nhưng mà chúng ta là con người mà. Sao lại... Vũ Văn Hoài, huynh bắn người còn dễ hơn bắn sói. Muốn thắng cuộc thi này thì phải bắn người trước. Hay là chúng ta bắn nô tỳ của Vũ Văn Nguyệt trước đã? Ai bảo hắn ta trễ làm gì? Chị Mơ. Mà cứu họ. Yên Thế Tử, tiện pháp cũng khá lắm. Hay là tỉ thí thử xem huynh bắn sói nhanh hay là ta bắn người nhanh hơn. Hey. Trốn đi. Thank you.
Yên Thế Tử, người này thú vị lắm. Yên Thế Tử, vậy là không vui nha. Huynh không muốn lấy giò rượu đó sao? Ta không có hứng thú với rượu, nhưng mà ta thích ả nhà đầu này. Thử xem ai dám đụng tới. Để coi sống bao lâu. Chưa. Chiến sĩ trời sinh. Đó chứ, các huynh đệ lên ngựa chơi. Chạy lên đồi cát, mau lên.
Mau! Được rồi, thời gian đã hết, trò chơi kết thúc, không ai được bắn nữa. Không được dừng, tỷ tỷ không tha cho chúng mà chạy đâu. Nổi rồi, mơ, chạy mơ. Vũ Văn Hoài, bây giờ đã chết quá nhiều người, đây chính là trò chơi mà huynh nói sao? Đúng là quá thú vị. Vũ Văn Nguyệt chưa tới, người cuối cùng sống sót lại là người của hắn. À, tội nhân này nhất định phải chết. Hoài huynh à, huynh cũng có lúc thất thủ hả? Thắng thua đã rõ, sau này phải xem số kiếp của cô thôi. Trong tình cảnh này mà vẫn sống được, đúng là kỳ tích. Hoài công tử, nô tỳ giỏi như vậy đem ra làm mồi săn, xem ra Hồng Sơn Diện rất nhiều nhân tài. Chê, cái gì mà rất nhiều nhân tài, ta thấy huynh ấy bị mờ mắt đó. Một cô nương lanh lợi như vậy lại hai tay dâng cho người khác, thành người của Vũ Văn Nguyệt. Hoài huynh đúng là bỏ một con tôm để bắt một con tép mà. Triệu Tây Phong, huynh không lên tiếng không ai nói huynh câm đâu. Ý trời, nổi giận rồi hả?
Nếu bây giờ cô ta đã sống, vậy thì phải làm theo lời hứa, miễn tội chết cho cô ta. Ả là nô tỳ phạm tội, sao miễn cho ả được? Một người dám ngang nhiên gian lận ngay trước mặt tất cả mọi người, bây giờ ăn nói hai lời cũng đâu có chuyện gì lạ chứ. Được thôi, ta dùng thân phận hoàng tử đại ngụy tuyên bố xá tội của ta. Chà. Ủa, mới đâu ra đi sao? Chúng ta đi. Chà. Đi. Chà. 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 Mau thu dọn thi thể ở đây đi. Dạ, dạ. Nhanh lên. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Đi mau. Đi. Đi mau. Đi mau. Đi mau. Đừng đụng ta. Quả nhiên là Vũ Văn Nguyệt. Tiểu nhà đầu, tên của cô là gì? Đợi tới ngày nào ta không ngước lên nhìn ngươi, ta cho ngươi biết. Cô là nô lệ cứng đầu nhất mà ta từng thấy. Yến Tuân công tử, đưa cô ấy trở về đi, và tuyệt đối đừng giở trò. Dạ. Nhà đầu thối, làm cho hoài công tử không vui, sớm muộn gì cũng chết. Đại quản gia, đã khuya như vậy rồi mà còn tìm tôi có chuyện gì sao? Nhà đầu này nè, rất là ghê gớm, người duy nhất sống sót trên trường săn đó. Đây không phải tiền nữ dưới tay tôi. Cũng chính vì ả, hoài công tử đánh cược đã bị thua, đang rất là không vui. Tiểu Lục. Ê, ta cho bà biết nha, lát nữa bỏ vô nhà củi, nhớ chăm sóc cô ta tử tế cho ta. Trời ơi, phải chăm sóc tới mức độ nào đây? Như vậy hả? Ý, không được. Quá dễ cho cô ta rồi. Ta cho bà biết, phải hành hạ cô ta thật là tốt, làm cho bán sống bán chết. Sống không được mà chết cũng không xong, nghe rõ chưa? Hiểu rồi mà. Thế đạo này rốt cuộc là sao đây? Bọn quý tộc đó còn đáng sợ hơn cả sói lang, mà người còn thấp hèn hơn cả cỏ cây. Sớm muộn gì ta cũng bắt các ngươi, nợ máu trả bằng máu. Tiểu Lục, ta đây. Ngũ ca, mùi không nhận ra ta sao? Tiểu Lục, ta đây. Ngũ ca đây mà. Ngũ ca à, mùi xa nhà quá lâu rồi, có phải không còn nhớ ta không? Mà sao mùi lại bị thương nặng vậy? Từ từ,
Từ từ. Sao muội có thể sống sót được vậy? Một chỗ nguy hiểm như vậy, ta nghe nói tổng cộng 30 người, chỉ còn có mình muội sống. Bị thương ở đâu? Cho ta xem, để ta xem thử. Muội không sao. Tiểu Lục, khổ cho muội quá. Chỉ tại Ngũ Ca không thể bảo vệ cho muội. Đừng tự trách mình, không liên quan tới huynh đâu. Chắc là muội đói rồi, xem ta đem gì tới cho muội nè. Muội ăn đi. Muội không đói. Vậy sao được chứ? Muội vừa mới thoát chết, đang bị trọng thương, không ăn sẽ mất mạng đó. Muội không ăn. Mau, Tiểu Lục, ăn đi. Muội thích ăn thịt nhất. Nè nè, muội ăn đi, ăn đi. Muội, muội không ăn mỡ. Giờ thì ăn được rồi. Nè, mau ăn đi. Hả? Ăn đi. Có ngon không? Có ngon không? Ngon lắm. Ngon thì được rồi. Ngũ Ca nhìn Tiểu Lục ăn còn vui hơn mình ăn nữa. Thật sự rất là ngon. Cả cuộc đời muội, món mà muội ăn ngon nhất chính là món thịt kho này. Muội khờ quá, muội còn nhỏ tuổi, nói cái gì mà cả cuộc đời. Trước đây lúc chúng ta còn ở nhà, muội thích ăn thịt kho nhất, nhưng lại toàn bắt ta ăn mỡ giùm cho muội. Nhưng Tiểu Lục à, muội yên tâm, sau này sẽ có ngày Ngũ Ca cho muội ăn no mặc ấm, không ai được phép ức hiếp muội nữa. Muội có tin Ngũ Ca hay không? Muội tin huynh. Nghe lời Ngũ Ca, ăn đi, ăn cơm đi, ăn nhiều vào. Ta đang làm thư đồng cho Vũ Văn Nguyệt, công tử của Thanh Sơn Diện, giờ đã là trung nô đeo Lục Lạc Đồng rồi. Đáp Tương tỷ tỷ với tiểu bác cũng đang ở trong phủ. Họ vẫn khỏe chứ? Họ đều khỏe cả. Đáp Tương tỷ tỷ với tiểu bác sẽ chăm sóc cho muội. Còn bây giờ ta sẽ đi tìm thuốc. Lâm Tích, Tiểu Lục sao rồi? Tiểu Lục đã bị trọng thương. Đáp Tương tỷ, trong Vũ Văn phủ thuốc thì không thiếu, cứu người hại người đều có, nhưng vấn đề là người hầu chúng ta làm sao lấy được số thuốc này chứ? Để mới được thăng chức làm thư đồng cho Nguyệt công tử. Nhưng Vũ Văn Nguyệt nổi tiếng là lạnh lùng, không dễ sinh thẳng thường. Lúc nãy đi nghe Chu Thuận với Tống đại nương nói chuyện, sẽ hành hạ Tiểu Lục nhà mình, mạng người quan trọng, bây giờ phải làm sao đây? Chu đại quản gia của Vũ Văn phủ nổi tiếng một tay che trời, Tiểu Lục bị hắn để ý, e là lành ít dữ nhiều. Để ta thử tìm cách. Đại tỷ, đừng lo cho ta, phải trị thương cho Tiểu Lục, ta đi trước đây. Lợi hại. Huynh cũng lợi hại. Ở trên trường săn huynh bách phát bách trúng, không đóng vai công tử phóng túng nữa à? Chuyện này hả? Công tử phóng túng cũng cần phải có kỹ năng mới được. Dương cung bắn tiễn, đấu ưng đua ngựa, đó là tài cơ bản. Dù gì sống trong chốn phú quý môn phiệt, phải có chút tài hoa phòng thân.
Nếu không bổn thế tử, làm sao sống một cách tiêu diêu ở Trường An, nơi ngọa hổ tàng long này? Ấy, không đúng. Nếu như huynh không tới Trường Săn, sao lại biết nhiều vậy? Nè, nói chuyện chính đi. Chắc là huynh đã đoán được Thuần Nhi công chúa muốn mừng sinh thần cho ta, còn chuẩn bị trụ ngon món ăn ngon. Huynh mau nghĩ cách để giúp ta tránh đi. Tại sao ta phải giúp huynh? Tại vì mấy chuyện dở trò mánh khóe, đấu đá bằng mưu trí, không phải là huynh giỏi nhất sao? Ta là người lòng dạ ngay thẳng, tâm sáng hơn cả trăng, làm sao làm được mấy chuyện đó chứ? Chuyện sinh thần lần này đành phải nhờ vào huynh vậy. Mẫu thân của huynh là dượng nữ hoàng thái hậu thương nhất, phụ thân là huynh đệ kết nghĩa của hoàng thượng, mang danh Lưu Dông. Nhưng được sủng ái, tổ chức sinh thần không có gì to tát. Ta chỉ không muốn Thuần Nhi tổ chức cho ta. Muội ấy rất hoạt bát, ngây thơ vui vẻ. Ta luôn xem muội ấy là muội muội, nhưng mà muội ấy cứ bám theo ta. Vậy thì được rồi, cứ tổ chức yến tiệc ở Vũ Văn phủ này. Ta sẽ mời khách, mời luôn những huynh đệ ăn chơi phóng túng, bà gia tử hào môn đến dự. Đông người một chút sẽ tránh được nghi ngờ. Như vậy thì còn được. À, phải rồi, trả cho huynh thứ này. Sau này đừng nói ta nợ huynh nha. Huynh nói đi, tại sao lại muốn cứu nhà đầu đó? Làm vậy đâu có giống huynh. Có gì cứ nói thẳng đi. Vũ Văn Nguyệt không bình thường, động lòng rồi phải không? Chỉ là một nô tỳ thôi. Chỉ là một nô tỳ, vậy thì cho ta đi. Nhà đầu này rất thú vị, đôi mắt rất sáng, móng vuốt cũng sắc bén, giống như mèo quan trên thảo nguyên Yên Bắc vậy, còn dám đấu với sói nữa. Nếu huynh thích thì huynh cứ lấy đi. Nếu huynh thích thì huynh cứ lấy sao? Coi chừng ta sẽ lấy thật đó.